Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Ti Long. Tiếp theo kỹ thuật chặn bóng trái tay thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chặn bóng thuận tay chống lại những cái quả giật tăng xoáy cực xoáy từ đối thủ. Nếu như các bạn chưa xem video về kỹ thuật chặn bóng trái tay để chống lại những cái quả giật cực xoáy từ đối thủ thì xin mời các bạn hãy xem lại video này, vì trong đó tôi có hướng dẫn rất kỹ các nguyên lý nguyên tắc giúp các bạn hiểu rõ hơn và dễ dàng thực hành hơn. Và trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 yếu tố. Các bạn hãy cố gắng xem hết video này vì nó sẽ có một số cái yếu tố khác so với cái kỹ thuật chặn bóng trái tay. Yếu tố thứ nhất đó chính là cự ly. Thì nó giống như kỹ thuật chặn bóng trái tay. Thì dù các bạn chặn trái tay hay thuận tay thì chúng ta nên đứng gần bàn để chúng ta chặn bóng sớm khi cái quả bóng vừa nảy lên. Vì lúc đó cái quả bóng nó chưa biến thiên. Nếu như các bạn chờ quả bóng hoặc các bạn lui xa thì lúc đó cái quả bóng của đối thủ do họ giật tăng xoáy thì lúc đó chạm bàn nó sẽ có độ biến thiên, vọt bắn rất nhanh, chúng ta sẽ khó chặn đẩy hơn. Và yếu tố thứ hai đó chính là góc vợt. Thì do cái quả bóng nó đang là xoáy lên mạnh, nếu như các bạn mở mặt vợt thì chúng ta sẽ tạo điều kiện cho quả bóng nó chạm mặt vợt và bật bung lên cao. Thì lúc này góc vợt của chúng ta cũng nên khép cái góc vợt để chúng ta không cho quả bóng có cơ hội bật bay lên cao. Và yếu tố thứ ba đó chính là trọng tâm. Thì khi các bạn thực hiện cái kỹ thuật chặn bóng thuận tay thì lúc này chúng ta sẽ dồn trọng tâm sang chân phải và chúng ta dùng cái lực hông eo ở bên phải. Và các bạn nhớ là trọng tâm của chúng ta hơi dồn và từ trên xuống, và nhớ là sử dụng cái phần chân và hông eo ở bên phải. Các bạn thường rất hay bị mắc lỗi phần này, là các bạn sẽ chuyển trọng tâm từ chân phải sang chân trái giống như khi các bạn tấn công. Nên chính vì vậy mà các bạn rất dễ chặn bóng nó bay ra ngoài. Yếu tố thứ tư đó chính là cùi chỏ. Thì các bạn khi thực hiện kỹ thuật này nên giữ cùi chỏ gần với thắt lưng của mình, và khi chúng ta thực hiện kỹ thuật chúng ta tiếp xúc bóng thì chúng ta nên tiếp xúc với quả bóng nó ở trước cơ thể chúng ta một góc 45 độ. Chúng ta không tiếp xúc bóng khi nó ở ngang người thì lúc đó chúng ta sẽ không có tì được cái lực chân và lực hông vào quả bóng, thì quả bóng rất dễ bị bật bay bung lên cao. Và nếu cùi chỏ các bạn không có giữ nó ổn định, chúng ta với hoặc di động cái cùi chỏ thì chúng ta cũng không thể kiểm soát chặn bóng theo ý muốn của mình. Và phần thứ năm, khi chúng ta tiếp xúc bóng thì các bạn nhớ là chúng ta sử dụng lực của ngón trỏ và ngón cái là chính khi chúng ta tiếp xúc bóng. Thì ngón trỏ chúng ta sử dụng theo chiều lên và ngón cái các bạn sử dụng tì ở mép dưới của cái mặt vợt, thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là choàng và chúng ta sẽ tiếp xúc mỏng ở trên đầu bóng. Vì nếu như các bạn tiếp xúc dày thì chúng ta sẽ bị ăn xoáy, quả bóng rất là dễ bật mạnh bay ra ngoài.
Và tiếp theo là một số lỗi các bạn thường mắc phải khi các bạn thi đấu, dẫn đến chúng ta chặn bóng nó chưa hiệu quả hoặc làm chúng ta mất điểm. Lỗi thứ nhất đó là các bạn dùng sức và đẩy tay hơi dài về phía trước. Lỗi thứ hai là các bạn bị bẻ cổ tay đứng đầu vợt và đè ở trên đầu quả bóng nó nhiều quá. Lỗi thứ ba là khi các bạn chặn bóng, các bạn đang phòng thủ mà các bạn chuyển trọng tâm giống như các bạn đang tấn công. Và lỗi thứ tư đó chính là cự ly. Các bạn thực hiện kỹ thuật với cự ly đứng cách bàn quá xa, không hiệu quả. Nếu các bạn thấy video của tôi hay và hữu ích thì các bạn có thể ủng hộ tôi qua PayPal và đừng quên cho tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ kênh của tôi ngày càng phát triển hơn. Và nếu các bạn cần những dụng cụ sản phẩm về bóng bàn, các bạn có thể tham khảo trên website của tôi. Cái sản phẩm tôi giới thiệu đến các bạn thì tôi đã trải nghiệm thực tế và chọn những sản phẩm chất lượng cao nhất để giới thiệu cho các bạn. Chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo.